rồi vô bàn tay của đại đầu bếp đã làm xong, bỏ hành vô xưa đi bếp. Chào mừng các bạn đến với Gác Bếp Miền Tây với sự hướng dẫn của hai sư đầu bếp và đại đầu bếp. Đó, giờ nhà mình làm món gì vậy Tú? Nay sẽ làm món củ chiên xào với hộp vịt với cá biển chiên. Ừ, cái món rất là đơn giản, nấu hồi mình cả làm muốn nuốt lưỡi luôn các bạn ơi. Yêu thích của quý. Giờ củ hoa rửa rồi giờ. Cái món này là mình rất là thèm đó các bạn. Rồi chắc mình ăn cỡ chén à. Chén hôm qua nha, chứ không phải chén cơm à. Hủ qua non nữa mà nó. Còn hồi đó mình ăn á, là hủ qua nó bị hơi sâu. Là nhỏ. Tại vì nhỏ nó không đủ điều kiện bằng bây giờ. Mà bây giờ đủ điều kiện mà trồng hủ qua ta có dùng thuốc không à. Dạ không ăn hủ qua như hồi xưa cũng có. Siêu đầu bếp Tú bây giờ là sẽ gọt hủ qua, còn đại đầu bếp bây giờ sẽ là ướp cá biển. Bỏ ớt cay không á? Không. Thơm chứ không cay. Mới đưa Tú vô là ăn cái là rồi á. Tê lưỡi. Tê lưỡi luôn. Cái gì cay cay. Hít hà hít hà. Cái biển nào làm là chấm nước mắm á ma. Hủ qua thì chấm nước tương. Trời ơi ăn cái gì chịu sao nổi ta. Ở 5 phút rồi. À, chừng 5 ngàn các bạn. Má nói cái này rẻ. Rẻ thì rẻ là tầm bao nhiêu mới được, tự nó mới nói rẻ ai biết nhiêu. Đâu có. Có biển rẻ lắm. 60 ngàn ký rồi con. Dạ. Hủ qua má. Hủ qua rẻ về 20 ngàn ký rồi. Đó. Là nãy sẽ 80 ngàn rồi. 5 cái trứng nhiêu má? Trứng 3 ngàn ký. 5 trứng 30 ngàn nữa. 100 ngàn. Đi chợ 100 ngàn ngày rẻ rồi. Rồi là 6 khúc phần ăn các bạn. Dạ. Ở nhà mình 6 người, 6 khúc phần ăn. Đại đầu bếp bây giờ khứa để ướp cá cho thấm. Còn sư đầu bếp Tú thì bây giờ là bào hết cái hủ qua này. Hai cái tay của sư đầu bếp yêu nhau luôn. Trời. Lạc xưởng còn dồn được mà húng chi gì. Dồn mà không cột đầu các bạn, dồn hoài. Không có à. Không dồn nữa. Nó xấu người ta hoài. Ai dám nào. Ta gọt ra miếng miếng bự nha, chứ không phải gọt lần nữa miếng nha. Bự nè. Bớ hay lột bên đây miếng bên kia miếng nè. Nó bự quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Máy có ghi hình rõ ràng nha. Thôi. Đại đầu bếp tính quăng chỗ khác. Con cá để cái tơ thao để đó, đại đầu bếp tính quay qua để bên cái chảo. Bị làm rối đội hình hết trơn. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ miếng muối. À. Này muối bột ngọt có đường không má? Không. Có đường cá chiên. Cá vàng phải không? Nang à. Cá vàng. Chỉ bỏ bột ngọt với muối thôi nha các bạn. Có nước mắm không má? Không, để con hỏi vậy đó. Cái nữa nhầm người ta không biết, người ta là hỏi mình cũng không trả lời được. Comment. Ừ, nè tôi biết comment nữa ta. Tôi không biết ta dùng mạng xã hội đó giờ cũng lâu rồi. Mấy chục năm rồi Tú? Kỳ mấy năm rồi ta? Ừ, kỳ lỗi. Dùng được 7 năm rồi. Kỳ á nói với Hài Lộc á là Kỳ đi quay phim. Hỏi phim gì? Kỳ cũng không biết, Kỳ biết phim, Kỳ không biết phim gì hết á. Nói vậy, chào quý hai. Hôm qua Hài Lộc hỏi sao đi đâu, không có về nhà. Nó đi quay phim nè. Nó thấy gì? Hỏi phim gì nó không biết, Kỳ đi quay phim, Kỳ không biết phim gì. Quay phim sao diễn viên không biết mình đóng phim gì luôn. Đây, còn bên đây là hộp vịt. Trứng nào trứng đấy.
chán. Chán. Ngon quá quý vị ơi. Ngon ngon, kiểu này là ngon nhất nách luôn á. Nách mà như bạc 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 á. Bạc 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 cái này nó chết chết. Đầu nó ăn nó cũng chết. Rồi nằm nước tầm như má 20 phút rồi má. Vậy mình xào hủ qua trước hay sao? Dạo trước, trời ơi, đại đồ bếp làm cũng có khác chứ các bạn. Cái gì nữa đây? Đẹp gì đâu, ai như siêu bếp họ kêu chiêu bếp chiên cái ăn là chiên với mặt áo giáp không. Trời ơi, giờ. Rồi đại đồ bếp chuẩn bị đập trứng. Xưa là biết giờ bắp lửa rồi, kia nó đập trứng nó thôi không biết. Đập cái trứng mà không biết. Đập sờ vỡ trứng. Rồi xong rồi đại đầu bếp kêu xưa là bếp đưa cái bàn tay vàng bàn tay ngọc vô quậy nè. Nấu như vậy mà nấu được. Ô má, cái đó mình có bỏ gì vô má? Bỏ ở đây mình xào nổi với. Chứ muối bỏ ở đây nữa, cái này mấy tấm nó lạc nhất. À, trứng mình chỉ đập cho thôi nha các bạn, mình không bỏ gì nha các bạn. Mình xào mình ướp ở trong hũ qua xong rồi mình đổ trứng vô. Lửa bên kia đã siêu được bếp Tú đã bắt lên rồi. Nhưng mà không thấy chảo xuất hiện. Rồi, đại đầu bếp sẽ băm tỏi để cháy và xào hủ qua. Đâu, siêu đầu bếp ơi, lên lấy cái củ tỏi dùng bằng tay đập nát củ tỏi coi. Tú là đầu bếp chứ không phải là cái gì. Cái gì? Võ công hả? Dạ. Nó tên xin không thấy mấy người siêu bếp mà siêu sao nó hoạt hình đó, siêu sao thấy không, để cái củ tỏi ba để lên lấy bàn tay dằn xuống một cái nát củ tỏi. Má nên nó nghĩ là nó sao nóng không, ổng kêu dâu đưa bàn tay vô nữa rồi biết nóng chưa, thấy là biết rồi. Thôi nè, tới đầu bếp Tú xào đi. À, mình vào đây đều chưa, không đều nó đại đầu bếp nó đều là đều này biết câu quay nó nói cái gì kệ nó. Xanh mướp luôn các bạn ơi, thơm quá rồi. Giờ là không biết lại lên rồi, không biết không biết cái xào luôn rồi nha. Ủa vậy sao không lấy cái giá là xào đi, không không giá luôn. Sạn hả? Ôi, cái sạn xào nó ngon không chịu không. Sáng bên đây, nó sáng bên đây nè, đó. Xào hòa bay ở ngoài hết rồi đã. Cái miệng tươi quá. Thấy chưa? Rồi đó, giờ cứu quả một chút, chút xíu đường thôi nha. Không cho nó bớt mì đắng vậy thôi, chứ không có ngọt, không muốn. Chà. Yeah. Tú nó bỏ qua nào cũng đắng nha. Nha. Trời ơi. Đất. Ơi. Chết được. Kêu Tú lên. Rồi rồi. Không. Bà đã là lão thôi ấy đi. Nó già một ngồi. Nó đang nét ấy rồi. Trời ơi. Trời ơi. Anh già mới chịu nói. Tú rồi bây giờ tới dưới gào lên. Hồi ăn nó đắng ngát luôn. Rồi tôi chạy đi chảo này quá. Hay quá. Tự xong bỏ ra chạy đâu bà. Kéo hết hồn. Là biết cũng quá. Là biết mình sao rồi phải không? Kỳ vậy ta. Thôi giờ sư bếp bỏ đồ vô đi. Đi. Bà đồ bếp chứ. Hú hồn. Có chuyện hồi để thường cái quý ở nhà phải tại con. Cái vụ gì vậy? Nó đứng quay nó nói nè. Hả? Không nói bỏ qua luôn rồi đâu có gì. Thôi vậy coi như mình chưa nói nha, xét rồi chứ nhắc gì có sạc sạc. Rồi xong bỏ qua rồi. Ồ, siêu đồ bếp Tú rất là ngon các bạn ơi, làm rất là ngon luôn nè, đã thấy chưa? Không có ai ngon bằng siêu đồ bếp hết trơn hết trơn. Coi như mình không nói gì nãy nha. À, mình bỏ miếng muối, à, nãy là dưới là muối nhiều.
đại đầu bếp làm là không cần nếm nha các bạn. Quen tay rồi. Có chỉnh tóc lại không sư đầu bếp? Giờ tập trung cao độ quá, đâu cần chỉnh tóc nữa. Trời ơi. Chỉnh. Đây là trứng vịt dừa nha. Cho nên nó đỏ như vậy nè. Rồi da bữa mình lụm trứng nè các bạn. Quá trứng không? Quá trứng nó chảy cái này rồi. Con thịt hạt hơi khỏi gần đầy lạ quá. Đợi cho nó khô luôn nha các bạn. Trời dữ chưa. Đã bây giờ mình sẽ làm nước mắm chấm cá biển và nước tương nha các bạn. Mình quăng vậy là hư cái nào là Tú nó sẽ làm cái đó các bạn ơi. Cái này là chú ý mình đâm cho nó nhuyễn thì là nhuyễn nha các bạn. Chứ không phải như xưa rồi biết Tú xào hộp vịt mà xào hai cái sạn một đôi đũa mà đổ thừa. Thế tôi đang nhịn nha. Nó đại đi, có gì đâu mà nhịn chứ không nhịn đâu. Tại vì tôi đang làm chị nhịn. Sự thật nó đã như vậy rồi, có ai mà xào hộp vịt mình cầm xào đổ thừa cái giá như gì giá lại bị gì Tú? Sạn nó yếu quá. Xào hột vịt mà sạn yếu quá. Đổi sạn tiếp nữa. Xào trứng không kịp rồi nó bị khác nữa. Nè, đổi thừa hoài. Xong mình đã, bây giờ mình bỏ miếng bột ngọt. Miếng đường. Thiếu nước mắm. Thiếu nước mắm. Là nước mắm mà thiếu nước mắm nó không biết ăn cái gì. Ớt này, cái tướng này nó cũng không cay lắm các bạn ơi. Không cay là mình nói không cay là không cay nha. Đó, mình sẽ dắt chanh. Một miếng chanh. Chanh là toàn bộ mình được trà trở hết nha các bạn. Đặc biệt dao hơi lột nghe sư đồ bếp nữa. Cái đụng tới dao nào là dao đó lột hết, tôi xài đâu có lột. À, mình sẽ bỏ một miếng nước ấm. Trên nước tan là như đây ai ăn nhịn nè. Tú ăn với nhịn với làm cho Tú ăn mà. Thôi nghỉ đi nghe cho khỏe đi. Wow, ngon quá. Được chưa? Được rồi. Rồi ngon rồi đó. Vậy quan ba làm nước tương đây. Tôi nấu gì tôi nói kệ tôi. Mệt mỏi quá mẹ. Quý biết cảm giác của Tú vậy chưa? Biết cảm giác của người khác như vậy chưa? Mình ăn nước tương Maggi nha các bạn. Bánh mịn. Đâm đây. Bóp. Sạch nước tương thôi nha. Rồi. Xong. Đây các bạn. Tương là nước mắm, cá để ăn với cá, cá để ăn với khổ qua xào với hột vịt. Rồi, xin người biết chiên hai chiên nè, nói nha coi, tôi biết rồi, tôi mặc áo giáp đây. Hả? Vậy ai chiên? Rồi, bây giờ bắt bếp xuống, nó khô luôn các bạn. Khô quay không?
Tôi thấy là tôi mê rồi đó. Thơm quá là thơm. Đây, cái chả thần thánh của tôi. Dùng bằng tay. Không, tại mình phải nướng cái xa Tú chứ. Tú là người rất là hiền hậu. Bỏ cá vô phải đứng rất là xa. Dạ, tôi bỏ thôi, có gì đâu. Bây giờ tôi đưa máy vô lỡ có gì đối thừa tôi à. Thấy chưa? Tôi sợ lắm mà. Thưa thưa ra. Ủa, cơm chưa chín là nhiều quá, không có điện gì nãy rồi. Tôi không điện đâu bác. Có. Nó bị dột rồi đó. Thôi đừng đối thừa à. Nữa. Bây giờ là sớm và đổ thừa mấy lần rồi nha. Bây giờ tôi sẽ rửa con cá. Thôi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nãy đứng xa có bị gì đâu. Thôi bà ơi, đòi bị đuối thừa ra đi. Thôi, thôi, để cái máy xa nghe, mình đưa đi xa, cái máy còn tốt trong đây nè. Thôi thôi, đừng đuối thừa nha. Trời ơi. Đứng xa tôi ra đi. Thôi rồi. Trời ơi, vậy là không đợi lý do, không phải tài xế hả? Ôi ơi, đỡ thừa, thôi giờ tôi đi ra luôn nè. Để cái máy rồi tôi đi ra luôn nha. Để cầm đi. Đỡ thừa quá rồi, đỡ thừa lắm. Vậy nó phải lót giấy cho nó thấm dầu nha. Đưa xuống. Dạ, lương cơm em. Thế dạ, ủa sao? Má cảm nó xuống không thấy, má vừa đặt đất đây ngồi lại nhận xuống tới lại hay sao lưng quá. Má đất đi xuống tên một con đất đó. Phải không? Đó ở nó giờ nó cũng còn mừng nữa. Trời ơi. Cảm xa ra nghe Tú. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ấy da. Để nhẹ. Đây cái này nhẹ. Tôi để cái máy xa rồi nha. Đừng nói thua. Để nhẹ. Thôi để nhẹ mà nó ra. Đây, đi đây. Rồi nó nhẹ. Để nhẹ. Quá tớ rồi. Món làm gì món gì chi đừng để cho tớ chi. Hả? Quà để cũng cho để ở sát cho chi. Không có lắm. Quá ngon luôn chứ ngon gì. Đáng ngon. Chứ sao? Tôi mà. Tôi làm mà. Ngon.